dự báo giá heo hơi ngày 15 tháng 5 vẫn tiếp tục xu hướng tăng cao trên diện rộng. Giá heo hơi hôm nay tăng đến 2.000 đồng/kg. Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục tăng trải rác. Theo đó, sau khi cùng tăng 2.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi tại khu vực hai tỉnh Yên Bái và Thái Bình lần lượt đạt mức 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg. Thấp hơn là khu vực các tỉnh Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam. Vĩnh Phúc và Tuyên Quang với mức tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, lên khoảng 65.000 đến 66.000 đồng kg, tùy khu vực, tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi trong khoảng 62.000 đến 65.000 đồng kg, trong đó hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng, nâng giá heo hơi lên chung mức 65.000 đồng kg, cao nhất khu vực, cùng lúc heo hơi tại Quảng Ngãi được triển khai mức tăng 1.000 đồng mỗi kg, lên mức 63.000 đồng kg. Giống như các khu vực trên, giá heo hơi miền Nam cũng tăng 1020 đồng/kg hiện, mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng mỗi kg, ghi nhận tại tỉnh Bến Tre sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Heo hơi tại các địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu được thương lái thu mua trong khoảng 63.000 đến 64.000 đồng mỗi kg, ghi nhận cùng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ xu hướng đi lên vào ngày mai do thị trường đang trên đà tăng, nông dân Bắc Cạn lao đao vì dịch tả heo châu phi. Theo chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Cạn, ngay từ tháng 1 năm 2024, tỉnh Bắc Cạn đã ban hành phương án phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có dịch tả heo châu phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đã có chỉ đạo phun thuốc khử trùng dịp trước và sau Tết Nguyên đán nhằm giảm thiểu tất cả các mầm bệnh. Cuối tháng 4 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên ngành thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, đặc biệt chú ý từ vấn đề quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, mua bán con giống đến các chương trình dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh trước khi nhập lợn về cung cấp cho người dân phải đảm bảo heo được tiêm phòng đầy đủ nhận định thời gian tới dịch tả heo châu phi vẫn có thể có chiều hướng gia tăng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh bắc cạn đang tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh dịch này và tăng cường tập huấn cho lực lượng thú y viên cơ sở